Hello mọi người nha, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Gàn Nguyễn Gia Minh của mình nha. Đầu tiên thì mình xin chúc mọi người có một ngày học tập cũng như là làm việc thật là vui vẻ luôn nha. Và clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái độ nhạy của mình cũng như là mình chia sẻ cho anh em biết cái nút bấm của mình và cái cách mình cài đặt nó như thế nào, setting các kiểu luôn, bơm keo rồi nút ngồi, nút nằm rồi nút chạy nhanh rồi các kiểu luôn á. Nói chung là mình sẽ show hết tất cả những cái cài đặt mà liên quan tới bắn tới kéo tâm rồi cho các bạn xem luôn. Thì sở dĩ mà mình làm clip này á, thì tại vì có rất là nhiều bạn trên kênh mình yêu cầu mình luôn. Khi mình đăng clip á, thì các bạn hỏi mình là độ nhạy bao nhiêu, rồi hỏi mình là nút bắn anh bao nhiêu, rồi các kiểu luôn, anh ơi chỉ em cách cài đặt được các kiểu luôn á. Thì ok, thì clip này là dành cho các bạn đây. Thì mình sẽ show hết độ nhạy, rồi nút bắn, rồi bung keo, rồi các kiểu luôn nha anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ show cho anh em biết nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho anh em xem cái phần độ nhạy của mình xem nó sẽ như thế nào nha. Ok, độ nhạy đây. Thì nhìn xung quanh thì mình sẽ để là 100, get nó sai là 77, ngắm 2x là 87 và 4x là 100 nha. Và mình cũng lưu ý với anh em á, là cái bảng độ nhạy này á, thì là mỗi cái thao tác tay của chúng ta nó đều khác nhau, cho nên có thể là mình kéo được mà các bạn kéo không có được. Cái điều quan trọng nhất là cái cách bắn của các bạn chứ không phải là cái độ nhạy này là quan trọng nhất đâu. Các bạn mà biết cái cách kéo tâm á, thì các bạn kéo nó sẽ rất là dễ luôn. Nhưng mà các bạn không biết thì các bạn có lấy cái độ nhạy của ai đi nữa thì các bạn cũng không kéo được đâu. Cái điểm mấu chốt ở đây là các bạn muốn kéo tâm giỏi đâu á, thì các bạn phải tập luyện nha. Các bạn phải biết cách các bạn kéo á, thì các bạn mới kéo được chứ không phải là độ nhạy đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em biết cái phần mà mình cài đặt cái điều khiển này như thế nào nha. Cắm mục tiêu là mình để thường nè, rồi mấy cái kiểu này thì ở khi nhanh rồi mình cũng ít khi xài lắm anh em. Mình tắt luôn, tắt thay đạn nhanh rồi các kiểu luôn. AW bắn tỉa thì mình sẽ để là ấn thả nha. Điều khiển xe hai tay, nhảy dù rồi các kiểu nè. Cái này mình nghĩ cũng không quan trọng lắm đúng không anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho anh em vào cái phần tùy chỉnh giao diện cho anh em biết mình cài đặt như thế nào nhé. Đầu tiên mình sẽ nói cái quan trọng nhất luôn, đó chính là cái nút bắn nha anh em. Nút bắn thì mình sẽ để là 50 và mình để tít ở dưới đây nè. Các bạn nào mà muốn chuyên bắn sọt quân thì các bạn hãy để ở dưới giống đây giống mình nha. Thì chúng ta sẽ quan sát rất là dễ luôn, có cái khoảng cách rộng để chúng ta quan sát đó. Còn nếu như các bạn bắn đấu ganh, các bạn bắn tiểu liên hoặc là súng trường rồi các kiểu thì các bạn cứ để bình thường như mình, như các bạn đang sử dụng thôi, không có gì đâu. Tại vì mình hay one shot shotgun đó, cho nên là mình để thấp vậy có khoảng cách rộng để chúng ta kéo nó dễ hơn thôi, chứ để trên cũng được, vẫn bình thường. Rồi thì tới cái phần nào giờ ta, mình sẽ show cho anh em cái phần bông keo ha. Bông keo thì mình sẽ để là kích cỡ 100 luôn và mình để được trong suốt là 50 mấy thôi. Bạn nào mà để ngón trỏ giống mình bắn ba ngón mà chưa quen á, thì các bạn để độ trong suốt nó cao lên tí. Còn mình thấy thì cũng khá là ít người bắn ba ngón, đa số các bạn là bắn hai ngón thôi. Cho nên mình sẽ không có nói nhiều về cái phần bơm keo này nha. Mình sẽ nói về cái nút ngồi này anh em. Cái nút ngồi này thì mình sẽ để bên tay trái nha. Anh em chú ý nè, cái này rất là quan trọng nè. Thường thường thì các bạn sẽ để bên tay phải thôi, cho nên là nó rất là khó bắn luôn. Khi mà các bạn núp, các bạn canh ke người ta mà các bạn để nút ngồi bên phải thì nó sẽ rất là chậm luôn. Các bạn vừa bấm nút ngồi lên cái các bạn phải bấm nút bắn nữa, có một tay mà có thì nó sẽ không có nhanh bằng hai tay đâu. Cho nên là mình khuyên các bạn mà chơi hai ngón hoặc ba ngón gì các kiểu thì các bạn nên để cái nút ngồi ở bên tay phải, tay trái nha số anh em. Các bạn chơi hai ngón các bạn cũng nên để cái nút ngồi bên tay trái, nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều luôn. Không tin thì các bạn cứ để bên tay trái đi, các bạn bắn rồi nếu như mà các bạn thấy hay thì các bạn lại đây like cho mình nha. Còn cái nút chạy nhanh thì mình sẽ để chỗ này nha anh em, và mình sẽ để là kích cỡ 7 mấy thôi, vừa phải thôi. Và độ trong suốt cũng 50 cho nó mờ cho mình dễ nhìn trước mặt mình tí xíu. Đó thì tất cả những gì mình quan trọng thì mình đã nói với anh em hết rồi, còn gì nữa không ta. Nút bắn bên tay trái thì mình không có sử dụng đâu, mình để vậy thôi chứ mình tắt rồi cho nên là nó ra ngoài màn hình nó cũng không có thấy đâu. Mình không có quen bắn bên tay trái cho nên là mình không có để. Rồi đó thì mình đã chia sẻ cho anh em hết những gì mà mình cài đặt cũng như là độ nhảy rồi. Nếu như anh em thấy hay thì hãy cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh để giúp kênh mình càng ngày phát triển nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.